Rồi, lần đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là gồm 9 máy câu nha anh em. 9 máy này có một số máy hàng lua, một số máy hàng chuyên cho anh em đánh lục, có xả cước nhanh và một máy đánh bạo lực. Rồi, để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc có sự cố gì trong quá trình vận chuyển thì anh em gửi về cho em. Em bán hàng thì số điện thoại em để trên bài, đó về anh em liên hệ thẳng em. Rồi, để em lên máy thứ nhất cho mọi người nha. Đây, máy này là máy thứ nhất. Con này là con Daiwa Garen 2500 mA. Đây, con lăn đây, đó. Máy này thằng nháy, thuộc máy đề cao, máy chạy ABS nha anh em. Chạy ABS chống cả ngược, hoạt động trơn tru không, quay như trong trống luôn. Bên dặn cước ok. Con này thì sẽ sử dụng tầm 5 mặt đạn, em nhớ không lầm là 5 mặt đạn. Mà bên sống hàng này hàng của Thái Lan xuất Nhật nha mọi người, đó đây qua Thái Lan xuất Nhật. Con này thì chuyên cho nên đi lua, anh em nào đi lua câu cái dòng này thì khỏi chê, khỏi bàn luôn á. Hậu chê ABS hoạt động chân chu được tới ok, quay ngược ok. Đó. Bên sống đây cũng ok, tay quay gặp lại ok. Đây máy có xuất xác theo thời gian nha. Rồi giá công khai luôn, con này là 450k cộng ship nha mọi người, 450k cộng ship, máy số 1 nó hoạt động chân chu. Con này có xây tương đương với là xây đây cước ba được 150 m, xây tương đương với là xây 3.000 nha mọi người, xây 3.000 Spano ABS 450k cộng ship, xây tương đương với xây 3.000 Shimano. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 2, một con Ryobi. Đây Ryobi Sinox, con này có xây tương đương với là xây 4.000 nha mọi người, cước 4 được 150 m, xe tương đương 4.000 Shimano, con lăn lăn nha. Máy em đảm bảo với anh em mà con lăn lăn. Máy này chạy 3 mặt đạn. À. Những dòng máy này thì hoạt động em bao hoạt động nha. Bao mượt luôn á. Anh em là đi lua thì dùng mấy máy này, đi lua câu tra, câu mè dinh, câu chim. Đánh ISO cũng được đây. Hàng này hàng Nhật nha mọi người, hàng nội địa Nhật. Mà bên mực lên sóng đấy cứ ok đó. Và cộng em mượt đó. Rồi giá công khai luôn, giá công khai con này 450k luôn nha mọi người, xây 4.000, 450k cộng ship, máy số 2. Hoạt động thì em quay như trong trống rồi, anh em về test mà không giống như em quay thì anh em gửi về cho em. Tiếp theo là một con máy số 3, một con Daiwa gợi gen, hàng còn mới ken, đây xước tích một ít. Đây con bị sống, con này có xây là xây 2.000 cưỡng, thích hợp cho anh em đi lua nha mọi người, thích hợp cho mọi người đi lua đây tức ok. Con lăn lăn nha, hàng này đặc biệt là hàng nội địa Nhật, mắc in bên hàng đây qua hoạt động chân chu êm mượt luôn, thấy không? Mà bị sống máy hỗ trợ ABS hoạt động rất là mượt. Máy này xây tầm 2.000 nha mọi người, anh em là đi lua câu yên lăng xê câu ISO thì rất là êm, câu chê cũng ngon nữa, về câu cánh chê ok. Những con máy này kéo rất là khỏe, đây là hàng Daiwa, hàng sản xuất tại Nhật. Tay quay gặp lại được nha mọi người. Đó. Máy là không lỗi. Đó, đây, xước đứt mất thôi. Đó. Cái này xước cái này không tránh khỏi rồi. Rồi, giá công khai luôn. Giá công khai con này là 500k nha mọi người. Nó hoạt động đó không? Khỏi chê. Rồi, giá công khai 500k, máy số 3.
Tiếp theo sẽ là con máy số 4. Đây. Đây là một dòng Daiwa Gen. Size tương đương với là size 6000. Đây cực ok. Đây, dòng này sẽ chạy 4 mặt đạn nha mọi người. Đó. Hoạt động ok, êm mượt. Dòng này anh em mua về câu cá tra khỏi bàn. Câu cá tra anh em có thể đánh lục cũng được. Dòng này đánh lục rất là ok. Bộ bit số. Bộ bit sống. Con lăn bằng đồng thau nha. Hạn chế ăn mòn. Đó, ngoại hình máy này có xước sát hết thời gian. Đó. Cái nồi thì còn ok. Không bị muối ăn. Hoạt động thì trơn tru như giống trống, không rung lắc nha. Anh em về kiểm tra máy mà thấy rung lắc thì gửi về em. Đó. Máy quay ngược nè, đó, ok không? Đó. Rồi. Giá công khai cho con này luôn. Con này sẽ 6000 nha mọi người. Giá công khai là 500k nha. Con này là hàng của Nhật nha mọi người. Đó. Giá của con hàng Nhật này thì giá này thì đều nhẹ hoài. Đó. Rồi, máy số 4 500k cộng ship. Tiếp theo là con máy số 6. Vẫn là một con máy Gen hàng của Nhật nha. Đó. Cái này thì ok. Để em soi kỹ mọi người xem. Cái lớp này là lớp keo ở ngoài bị chóc thôi. Xe tương đương vẫn là xe 6000. Đây xước đứt một ít. Hoạt động ok. Đây, mua bên số. Mua bên sống. Đây cứ ok. Máy hoạt động ok đấy không? Rồi, giá công khai máy luôn vẫn là 500k cộng ship nha mọi người. Máy số 6 500k cộng ship. Rồi, tiếp theo là con máy số 7. Một dòng máy khá là hiếm. Đây, một dòng máy Daiwa Gen. Con này thì em đảm bảo với anh em mới không được trên 95% anh em gửi cho em. Đây, em để nó bị xước đứt ít nhẹ chỗ này nha không? Xước một chỗ này. Đó. Xe này tương đương cũng là 6000, máy hỗ trợ ABS. Đây, cước 6 được 150m, cước 5 được 200m. Con lăn thì vẫn là con lăn bằng đồng thau, hạn chế ăn mòn. Đấy, cước thì bật ok. Con lăn đúng ok. Đó. Ship đây này, ok thấy không? Em soi kỹ qua cho mọi người xem. Hàng này hàng của Thái Lan nha mọi người. Rất là mới. Anh em có thể lấy con này đi đánh lục là bao, đánh lục, đánh tra là bao, thấy không? Và đoạn im mượt nữa không? Không lỗi. Con này mới tầm khoảng 95% nha mọi người. Con bình sống, nó cứ ok. Hậu trợ ABS nha. Máy quay không rung lắc. Quay ngược ok, quay tới ok. Tặng cước đi theo nồi luôn nha mọi người. Cước này còn rất là mới. Rồi, giá công khai cho em này luôn. Giá công khai là 1.3 triệu cộng ship nha mọi người. Con máy số 6 1.3 triệu cộng ship. Máy còn mới lắm, mới anh em ơi. Còn kén xà beng luôn á. Hoạt động bao mượt rồi, khỏi bàn. Máy số 6 1.3 triệu cộng ship. Anh em có thể lấy con này đến lục cũng được. Máy rất là nhẹ, nhẹ tầm khoảng 400g. Đến lục cột cha, cột chim. Dòng máy này khỏe khỏi bàn rồi. Như con này chạy 6 mặt đạn, 6 đến 5 mặt đạn. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 7. Đây, một dòng đây qua. Đây, một dòng đây qua Bay Tuner có xả cước nhanh.
cước ok. Đây test sơ hoạt động ok nha mọi người. Hàng này hàng của Korea xuất Nhật. Hàng này thì anh em chịu về lấy sơn bóng hay dầu bóng bôi lại cái là máy rất là mới nha, vì đây là máy thân carbon. Đây máy có chức năng hỗ trợ sợi cực nhanh. Nào quay nè, đập này không trả cứng lại qua hoạt động ok không lỗi. Nút bấm con này thì có xây tương đương với là xây 7.000 8.000, cước 8 được 140 m, tương đương với xây 7.000 8.000 Shimano. Máy mấy con này hoạt động im mờ coi khỏi bàn. Đó. Bao im mượt nha. Những con này anh em về có thể đem đi câu chép cũng được. Câu chép thì bao phê. Đây, đây máy này bị lỗi duy nhất. Đây, nó bị rẫy cái đầu gạt cước ở đây. Đó. Này bị muối ăn mà ít chóc sơn thôi. Đó. Ngoại hình đây, ngoại hình còn khá là ok. Thấy không? Rồi, giá công khai cho con này luôn nha mọi người. Giá công khai là 1 triệu cộng ship. Máy này có giá công khai là 1 triệu cộng ship. Máy số 7, 1 triệu cộng ship. Anh em đi câu chép, câu cháp, câu trôi, câu mè, đến lục ok. Cho sải cực nhanh, anh em xử lý rất là nhanh. Rồi tiếp theo là con máy số 8, vẫn là con ST2000EGJ nhưng mà con này mới hơn một ít một tí. Em soi kỹ cho anh em xem, máy mới hơn thì em báo mới hơn, vẫn là sản xuất ở Korea, có hỗ trợ chức năng cả xả cực nhanh nha mọi người. Máy hoạt động ok im mượt không lỗi. Đây. Nào. Tự bật tự đập. Đây cước ok. Đây, thông số cước vẫn là xây tầm 8 đến 7 ngàn. Cước 8 được 140 m, cước 7 170 m. Đây, gài cước còn nguyên vẹn nha. Đó. Mọi thứ hoạt động ok hết, không lỗi. Anh em về mà kiểm tra thấy hàng lỗi thì anh em gửi cho em. Đó. Giá con này mới hơn con kia nên giá con này là giá 1.1 triệu cộng ship nha mọi người. Anh em lấy một cặp thì đồng giá, mà lấy ha lấy lẻ thì con này 1.1 triệu cộng ship, con này mới hơn một tí. À, máy số 8 1.1 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 9, một con đai qua hàng rất là hiếm. À, đầu tiên là soi kỹ qua dòng cho anh em xem. Dòng này máy bãi thì anh em thấy nhiều rồi, nhưng mà độ mới như giống như thế này thì khó lắm. Đây hàng một hàng đầy qua của Mỹ. Đó, dưới đây. Nó tem đầy đủ. Đây, nó không có đóng dưới đây, thấy không? Hàng máy xuất đi có khác. Bộ bị sống nha mọi người. Con này có xây tương đương với tầm xây 12.000. Cước 12 cho được 185 m, cước 10 được 220 m. Con này hỗ trợ cốt trợ lực, cốt bấm. Đó, anh em nhìn thấy nồi thì anh em biết cốt nó rồi. Đó. Đó là hỗ trợ cốt trong đây. Để nó xuống. Nghe qua bên sống con lăn quẳng lăn nha mọi người. Mà em bán cho anh em làm test con lăn này kỹ lắm, tay quay ok này không, không bị muối ăn luôn, rất là bóng.
ship lại bình thường nha mọi người. Đó, máy hoạt động ok. Dòng này có nước để cạo cá thôi nha mọi người. Dòng này thường dạng là trâu bò. Đó, quay. Một bịch sống. Máy cước ok. Đó. Đây quay bị rít lên chưa? Để quay. Có ship đây được không? Hình như là được. Thôi, để tí em làm nào. Cái phần này còn rất là bóng. Mời mình sống. Máy cước ok. Rồi. Giá công khai máy luôn nha mọi người. Đó, đây qua hạng Nhật xuất Mỹ, tem đỏ đây qua nó, con này khá là to. Rồi giá 1.3 triệu cộng ship nha mọi người, giá công khai 1.3 triệu cộng ship. Dòng này nhông nó rất là bự, mặt đạn nó bự luôn. Em tháo mấy con này, tháo mấy con là máy bãi thôi, những máy bãi thường nó xước xác nó xấu hết, xấu lắm, không có được sơn zin giống như con máy này. Đó, ok, máy số 9, máy cuối cùng 1.3 triệu cộng ship nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.